Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua có một số sự kiện xảy qua ra liên quan đến cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà có thể nói là tâm điểm của thế giới trong vài tháng qua, làm cho thị trường chao đảo, làm cho là không biết dự đoán như nào, Dow Jones bữa lên bữa xuống loạn xà ngầu hết. Thì bắt nguồn từ cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump khi tranh cử năm 2016, ông có nói như thế này: khi mà tôi lên làm Tổng thống, tôi sẽ đánh thuế 45% hàng hóa của Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ. Số lượng hàng hóa đó mỗi năm trung bình vào khoảng 550 tỷ đô la. Thế mà khi ông lên làm Tổng thống thì không thấy ông nói gì cả. Hết cái năm 2017, ông tiếp ông Tập Cận Bình, mời đến Mar-a-Lago, hai vợ chồng Tập Cận Bình với Bành Đại Biện đến. Tiếp ngon lành, cho cháu ngoại hát tiếng quan thoại. Sau đó còn khen Tập Cận Bình là người tốt, là lãnh đạo, tôi với ông thân thiết, personally, v.v. Thì đùng cái tháng 5, đánh thuế 25% lên 250 tỷ hàng hóa của Trung Quốc. Sau khi ông nói là Trung Quốc đã có những hoạt động bất hợp pháp, không công bằng với Mỹ. Chẳng hạn, Trung Quốc bắt phải chuyển giao kỹ nghệ của Mỹ cho Trung Quốc nếu mà các hãng đã đầu tư tại Trung Quốc. Rồi Trung Quốc trợ giá cho các sản phẩm của Trung Quốc để bán rẻ thị trường. Đó. Rồi nghĩa là không mở rộng đầu thị trường cho các sản phẩm của Mỹ vào. Đó là ba tố cáo chính mà kêu bây giờ Trung Quốc đổi, Trung Quốc không đổi. Thế thì tôi đánh thuế 25% trên 250 tỷ. Đánh xong Trung Quốc nó vẫn không sửa. Không sửa. Thế thì hai bên họp qua họp lại mười mấy vòng, 11 vòng tất cả, không đi tới đâu. 10 vòng, tới vòng thứ 11, ông Trung Quốc tưởng đâu là chịu, là đồng ý hết các điều kiện của Mỹ. Chuẩn bị ký, ông Lưu Hạc, phó thủ tướng đặc trách tài chính của Trung Quốc, bay qua Washington DC đưa ông Trump coi cái bản thảo. Thay đổi hết. Trump tức quá, không chịu, ngưng. Anh hứa với tôi mà bây giờ anh lại không làm. Sau này người ta mới lý giải rằng là những cái điều Mỹ mà đòi hỏi Trung Quốc không thể làm được. Nhất là cái chuyện mà anh bảo tôi phải làm cái gì thì người Trung Hoa họ không chịu. Anh muốn nói thì anh nói riêng tư, là bí mật giữa tôi với anh. Nói công khai, anh ép tôi là tôi không có chùn bước. Đó là văn hóa người châu Á. Thế thì ngưng vòng thứ 11. Sắp sửa đi qua mà dự hội nghị G20 Osaka vào cuối tháng 5. Ông Tông Tông ông bảo kỳ này mà không đạt được thỏa thuận, tôi quánh luôn 25% trong 300 tỷ hàng hóa còn lại. Qua tới Osaka không biết nói chuyện, ông Tập ra bảo thôi tôi hoãn lại. Tôi hoãn lại vì ông Tập hứa sẽ mua nông sản của Mỹ và tôi sẽ cho anh Huawei mua chip của Mỹ. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện vòng thứ 12. Vòng thứ 12 Thượng Hải thất bại luôn. Ngày 19 tháng 7 ông Trung Quốc mới đặt mua một ít như là nông sản. Ông Trâm Tâm bực quá. Ông bảo anh hành động chậm quá. Thôi không được, tôi sẽ đánh thuế anh 10% thôi, thay vì 25 tôi đánh 10% vào ngày 1 tháng 9, bắt đầu từ 1 tháng 9. Mà trước đó, trước khi cái tuyên bố đánh thuế thì ở Osaka về hai bên hẹn là tháng 9 nói chuyện lại vòng thứ 13. Thấy không? Đó. Không, à, vòng thứ 12 Thượng Hải xong rồi ở Thượng Hải hẹn qua tháng 9, à, vòng thứ 13. Thế thì ông Tổng thống bực quá, sao bảo đánh thuế 10% lên 300 tỷ hàng hóa. Bởi vì ông Trung Quốc là nuốt lời hứa và không hành động mạnh. Thế thì ông Trung Quốc phản ứng liền qua làm sao, bảo vậy thì tôi phá giá đồng nhân tệ, tôi không mua nông sản anh nữa. Bắt đầu cắn. Thì một trong những điều tranh cãi lớn nhất là đánh thuế vậy có đúng hay không, có lợi không, có nên hay không. Tất cả các kinh tế gia trên thế giới họ đều đồng ý thuế quan, tức là tariff, đánh vào hàng hóa lẫn nhau là điều không nên làm. Cái đó chỉ có tiêu diệt lẫn nhau. Bởi vì thế giới ngày nay nó đan quyện với nhau. Mỹ đầu tư rất nhiều Trung Quốc bởi vì chỗ đó lao động rẻ. Vì đánh thuế hàng hóa mà nhập từ Trung Quốc vào thì cái ông xuất cảng phải trả. À, ông nhập cảng phải trả tiền. Mà ông nhập cảng chính là ông chủ bên Mỹ luôn. Mà ông trả như vậy đó, ông sẽ tính vô cái người tiêu dùng tăng lên. Tôi nói này có nhiều người không đồng ý và ông Dũng nói bậy. Cái đó là có một số người bảo rằng ồ nhưng mà như vậy cũng làm cho hàng Trung Quốc giảm, Trung Quốc cũng sẽ bắt sang bán. Đúng, chính vì vậy họ mới phá giá đồng tiền, phá giá đồng tiền để bù cho cái thuế đó.
Nghe không? Nhưng mà ông Trump á, thì ông luôn luôn bảo là không, cái tiền thuế nó đánh vô đó là vào tay nhà nước. Và làm nhà hàng hóa Trung Quốc bị giảm chứ người dân không bị hết. Mấy cái anh mà nói người dân bị là tào lao, là fake news. Cho đến thứ ba 13 tháng 8 rồi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận là nó quánh vô. Quánh cái thuế đó nó vô người tiêu dùng. Ở trên màn hình quý vị thấy là bắt đầu ông mới nói à thôi bây giờ thay vì 1 tháng 9 tôi tạm dời lại 15 tây tháng 12 một số mặt hàng bao gồm điện thoại di động, computer, giày dép, quần áo trị giá khoảng 160 tỷ đô la. Có nghĩa là ngày 1 tháng 9 tôi vẫn đánh 10% lên 140 tỷ đô la hàng hóa. Còn 160 tỷ đô la hàng hóa nó bao gồm những sản phẩm mà tôi vừa nói bây giờ đó, tôi để đến 15 tháng 12. Và 2 tuần tới đây, ông Lưu Hạc lại gặp lại ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại của Mỹ, và ông Steve Mnuchin, bộ trưởng tài chính của Mỹ. À, rồi tính sau. Thế thì cái điều này nó cho thấy cái gì thưa quý vị? À, tại sao là những mặt hàng này? Thì đây, chính ông Tông Tông nói đây. Bảo bây giờ đánh thuế nó kẹt mùa mua sắm Giáng sinh này. Có nghĩa là nếu mà đúng đánh thuế vào ngày 1 tháng 9 đây thì mùa Giáng sinh này dân chúng Mỹ đi mua đồ sẽ phải trả thêm 10%. Dân sẽ bị bỏ thêm tiền ra, hoặc là dân sẽ không bỏ thêm tiền thì chạy qua mua sản phẩm người khác. Nhưng mà số đó bao nhiêu? Bởi vì hàng Trung Quốc nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Thế nhưng vẫn có một số người vẫn phải mua hàng Trung Quốc, mà ngay cả hàng Trung Quốc nó lên 10% nó vẫn rẻ hơn một số hàng Hoa Kỳ thì vẫn phải mua. Nhưng mà đây là cái điều ít ai để ý nè. Nếu mà tăng như vậy đó, sẽ có nhiều người không mua gì, Trung Quốc cũng thiệt gì. Thằng cha bán lẻ bên Mỹ cũng bị thiệt luôn. Dạ thưa ông Walmart, ông Target, ông Best Buy, ông gì đó, Amazon, cái mùa Giáng sinh là mùa chúng tôi kiếm tiền. Mà bây giờ lượng mua nó giảm xuống, anh Trung Quốc bị thiệt đúng, nhưng mà chúng tôi cũng bị thiệt luôn. Bởi vì chúng tôi đã đặt hàng rồi, quảng cáo rồi. Thấy chưa? Chính như ông này là gọi điện thoại lobby Tổng thống mà van xin Tổng thống ơi làm vậy chết tụi em. Rồi tại sao cái cell phone, tại sao computer? Cũng mùa Giáng sinh là mùa người ta tiêu thụ những thứ này. Ta mua, ta tặng những người kia, ta đổi phone, đổi computer đời mới. Thấy không? Mà Apple là thưa quý vị cái gì? Đại công ty lớn nhất của Mỹ hiện nay. iPhone ra bên Trung Quốc. Có ngon á, ra lệnh ngưng luôn, không nhập cảng hàng Trung Quốc. Cái đó mới chịu chơi. Đánh thuế không ăn thua. Mà tôi nói nhiều người cũng không thích luôn. Bảo tôi là binh tàu hả? Thiên về tàu không chứ. Dạ tôi không binh ai. Tôi đưa quý vị nghe sự thật. Tôi kể chuyện thật. Người ta kể sự thật. Có quý vị có một nửa, tôi kể nửa kia nữa. Quý vị thấy không? Nó không có đơn giản. Thành ra khi ông Trump mà ông hoãn này, quý vị thấy bao nhiêu vụ dơ cào đánh khẽ, dơ cào đánh khẽ, dơ cao cho ta khoái, lúc đánh khẽ không ai nhìn thấy. Bao nhiêu người biết được cái bản tin này? Bao nhiêu người chú ý bản tin này? Khi nó tăng thuế Trung Quốc thì truyền nhau hết. Trên diễn đàn người Việt Nam và những người thích Trump truyền khoái lắm. Nhưng khi bản tin này đưa ra tôi thấy số lượng truyền nó ít hơn. Đó là tôi thống kê, chính tôi đấy. Tôi biết. Đừng tự lừa dối nhau. Vấn đề đây là gì? Chúng ta mà lừa dối chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc đó chúng ta sẽ bất mãn vô cùng. Đời sống tinh thần chúng ta bị ảnh hưởng. Tôi phải kể quý vị nghe những cái chuyện như thế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã đứng màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Thưa quý vị, hồi nãy tôi đang nói về cái chuyện cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó có những điều chúng ta phải hết sức cẩn thận, mở mắt căng ra coi những chuyện gì xảy ra. Chứ đừng nên mà chỉ nghe các chính trị gia họ gọi là nổ. Chính trị gia có quyền nổ để kiếm phiếu, chuyện đó bình thường, nhưng phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo, phải coi thực lực như thế nào. Và chưa biết nó là thắng thua về sau này như thế nào. Nhưng mà có thể nói nếu chúng ta nhìn lại trong những ngày qua thì có thể nói là có thể Trung Quốc cũng đang rất thê thảm. Nhưng mà bởi vì truyền thông họ không đưa tin mình không biết. Nhưng bên Hoa Kỳ là bị nhiều cái, thấy không? Mà
chúng ta thấy là tông tông của chúng ta. Có người nói là chưa có tổng thống nào dám làm điều này, ông dám làm nhưng mà làm tới đâu, làm có được hay không chúng ta chưa biết. Có những người nhiều khi người ta định làm nhưng mà ta thấy làm không được, ta không làm. Còn ông này làm được không được, ông cứ làm, ông làm để ông kiếm phiếu cũng ok. Nhưng mà nó có những hậu quả ta không biết được. Và hậu quả nó đang xảy ra là thứ tư vừa rồi, trong một ngày Dow Jones xuống 800 điểm, qua ngày hôm sau có thêm 500 điểm nữa, thấp nhất từ đầu năm 2019 tới giờ. Lý do các giới đầu tư lo ngại sẽ có suy thoái kinh tế trong những năm tới. Họ đổ xô nhau, họ đi mua cái T-bond mà ngắn hạn. Chuyện rất là lạ. Mà người ta thống kê trước giờ 7 lần á, các cái vụ mà trước khi suy thoái nó đều xảy ra như vậy. Và 7 lần nó đúng thì lần này người ta cũng nghĩ nó đúng luôn. Thế tự nhiên giới đầu tư nhào đi mua là thật nghi rồi. Chứng khoán xuống. Qua tới ngày thứ 5 đó, lên được tí, qua thứ 6 lên được khoảng 300 điểm. Vì sao? Lo ngại lớn nhất vẫn là cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mà do ông Trump bắt đầu đánh thuế lên 25%, 250 tỷ hàng hóa. Đó là đầu tiên. Trung Quốc trước giờ họ đâu có thay đổi, mấy kia bắt thay đổi, nó không thay, đánh thuế nó là ra chuyện như vậy. Thứ hai là kinh tế Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn, và đặc biệt châu Âu cũng đang gặp khó khăn. Hai cái yếu tố đó, rồi yếu tố Hồng Kông đó, nó cũng làm người ta lo ngại, làm cho thị trường người ta, thế giới lo ngại. Đó là những yếu tố mà làm cho cái xíu chứng khoán trong tuần vừa qua nó xuống kinh hoàng luôn. Nhiều người có thể không nhìn thấy là ô nó chẳng ảnh hưởng tới tôi hết á. Không quánh cứ quánh ai thiêu chứ. Bởi vì nhu cầu quý vị á, là chỉ có ngày ba bữa, tôi ngày ba bữa. Xong về vợ con nữa thôi. Còn những người mà người ta bỏ các bạc tỷ đầu tư, người ta không ngồi yên đâu quý vị. Người ta theo dõi thời cuộc và người ta bốc phone lên, dạ thưa Tổng thống Donald Trump cho tôi nói chuyện với. Tổng thống bảo ô ngày mai tôi tổ chức một bữa tiệc gây quỹ 25.000 một dĩa, cho tôi hai dĩa luôn. Thưa bán cái vèo hết liền. Người ta sẽ, các công ty lớn sẽ phải gặp ông Tông Tông để vận động ông là thưa ngài, ngài làm như vậy chết chúng tôi. Ngài làm như vậy là ngài có lợi về mặt chính trị nhưng mà chết chúng tôi, bởi chúng tôi hỏi sao vậy, chúng tôi đầu tư rất nhiều bên Trung Quốc. Mà hai bên mà bây giờ đánh nhau rồi chúng tôi cũng chết luôn. Đó là lý do tại sao ông Trump cũng phải đổi liên tục lại vậy, hâm như vậy nhưng cuối cùng lại không làm, hâm rồi lại không làm, hoặc là bớt cái percentage đi đó. Mà đầu 25% bánh 250 tỷ hàng hóa ngon cơm, đe dọa 25% có 300 tỷ và con tưởng thiệt, mà cuối cùng không làm. Nhưng mà thực ra trước đó cũng đã đe dọa không làm, bởi vì nhớ cái sự hội nghị C20 vào năm 2018 ở tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Cũng hâm đánh luôn, là đến lúc mà đến gặp Tập Cận Bình, cái là hai bên rồi thôi, tạm ngừng 3 tháng, thấy chưa? Cứ giờ cao đánh khẽ, rồi bây giờ cũng thế. Thì thực sự ra đó, Trung Quốc làm ăn như vậy cũng không có đàng hoàng, phải nói thẳng là như thế. Nhưng mà nghĩ là có ai đàng hoàng không? Trên trời này có ai đàng hoàng không? Không có ai đàng hoàng hết. Tất cả các quốc gia họ đều lo cho quyền lợi của họ, mà lo cho quyền lợi của họ thì họ không từ một cái thủ đoạn nào hết. Mà không phải Trung Quốc, mà tất cả mọi quốc gia và tất cả mọi người luôn. Tôi mới có các bạn người Công giáo, tôi nghe người Công giáo có người họ nói thế này, này. Có nhiều người họ đùa, bảo tôi đùa với người Công giáo là tôi mà chết tôi không có lên thiên đàng, mặc dù tôi được lên. Hỏi sao vậy? Thiên đàng chán lắm, ai trên đó đó bằng tanh lên làm gì, chán lắm. Ý tôi muốn nói là không có người đàng hoàng. Các quốc gia mà đàng hoàng không phải là quốc gia anh đàng hoàng mà anh không đem lại cơm no ấm cho tôi thì đi chỗ khác chơi. Trung Quốc họ làm bình thường, Mỹ cũng làm bình thường. Vấn đề là ai làm khéo, làm được lợi cho nước mình là người ta thắng. Vậy thôi. Thì trong cái vụ này đó nó là như thế. Không? Thì hy vọng là mọi chuyện nó tốt đẹp, chứ còn quánh nhau kiểu này là căng lắm. Bây giờ qua những cái tin khác cũng đáng chú ý trong tuần vừa qua. Là trong những chương trình trước tôi có nhắc quý vị là Guatemala đã ký một hiệp ước với Mỹ. Gọi là Third Safe Country, có nghĩa là gì? Những người nào muốn vào Mỹ bất hợp pháp mà xin tị nạn thì mà đi qua Guatemala phải xin tị nạn đó. Từ khi Guatemala cấm thì mới được xin. Vì cái ông Mexico cũng không có hiệp ước đó với Mỹ, coi như là không tính. Không? Thì lúc trước cái Guatemala, cái ông Tổng thống Jimmy Morales đó, ông đồng ý.
nhưng mà bị tối cao pháp viện của nước Guatemala chống, nó bảo là không được. Thế xong ông Morales bảo không được, hủy cái chuyến gặp ông Trump. Trump bảo à vậy tôi trừng phạt anh, tôi không cho anh gửi tiền về, tôi không viện trợ anh. Thế là Jimmy Morales sợ quá đưa các bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng nội vụ của mình qua ký. Ký xong ngon lành thì bây giờ trên màn hình quý vị lại có chuyện nữa. Đó là ông Alejandro Giammattei. Ông vừa mới thắng cử hôm đầu tháng 8. Ngày 14 tháng Giêng tới đây, năm 2020, ông sẽ lên chính thức làm tổng thống. Thì ông nói sao không? Thì tôi sẽ không thực hiện cái hiệp ước đó. Bởi vì Guatemala sẽ không đủ sức chứa những người tị nạn mà từ các nước khác như El Salvador, Honduras, Brazil gì đó ở dưới Nam Mỹ mà đi qua Mỹ để vượt biên vào Mỹ thì phải đi qua Guatemala. Thì như vậy lúc đó Guatemala sẽ phải đón rất nhiều người để mà người nào nhận đó, thì ở lại, và không chúng tôi reject thì người đó tiếp tục đi qua vào Mỹ. Thấy không? Cái này căng. Cái này căng. Thì không biết là phản ứng của Mỹ như thế nào trong những ngày tới. Có lẽ là bây giờ Mỹ còn quá bận rộn với những chuyện khác thì họ không để ý, nhưng mà phải đợi ngày 14 tháng Giêng thì chắc là lúc đó ông Tổng thống ông mới có cái gọi là quan điểm đưa ra như thế nào. Có lẽ là ông sẽ hù dọa hay là nói là ê, cái vị tiền nhiệm của ông đồng ý mà giờ ông không đồng ý là tôi lại trừng phạt ông nữa. Tại vì cũng có nhiều người Guatemala làm việc bên này, bên Mỹ, họ gửi tiền về Guatemala giúp gia đình họ. Rồi họ có một loại visa đặc biệt, một năm cho bao nhiêu ngàn người Guatemala đi qua Mỹ làm việc nhà nông, hết thời hạn đã đi về. Đó, ông Trump ông hăm là không cho qua làm cái đó nữa và không viện trợ nữa. Đó, thì nhưng mà tình hình bây giờ là cái ông tổng thống đắc cử này ông nói như vậy đó, làm cho cái chuyện đó nó hơi phức tạp. Mà nếu mà Guatemala mà không nhất định, mà không thực hiện cái hiệp ước này đó, thì coi như là Mỹ kẹt vô cùng. Là bởi vì dưới Guatemala là gì? Nếu tôi nhớ không lầm là Costa Rica hay gì, để tôi coi cái bản đồ là cái anh nào đó là cũng căng lắm. Cái anh đó là nếu mà không có cái hiệp ước Third Safe Country thì coi như là kẹt cho Mỹ. Là bởi vì sao? Lúc đó là Mỹ sẽ không thể từ chối những cái người mà vượt biên vào Mỹ được. Đó, nó kẹt là kẹt chỗ đó thôi quý vị. À, cái dưới cái ông Guatemala, kế bên ông là ông Honduras. À, cái ông Honduras. No, no, no. Cái ông này là cái ông gì đây, dưới Guatemala. Thế là đại khái là Honduras hay là El Salvador gì đó. Thì nó kẹt ghê lắm chứ phải không? Đó. Thành ra là ông Mỹ bằng mọi giá làm sao mà thuyết phục ông Guatemala tôn trọng và giữ cái hiệp ước này với lại Mỹ, để mà Mỹ có thể ngăn chặn cái dòng người mà đi vào trong cái gọi là đi qua cái ngõ Mexico. Đó. Thì câu chuyện nó là như thế. Chúng ta sẽ chờ xem 14 tháng Giêng nó sẽ như thế nào rồi chúng ta mới biết được. Đây với Guatemala đúng rồi, tới hai nước là ui chà, cái này còn sẽ phức tạp nữa, là cái anh Honduras và El Salvador. À, hai anh đó thì kẹt lắm. Thì ra đó là cái chuyện mà ở trình bày cùng với quý vị là nó không có đơn giản. Không? Như vậy bây giờ tôi nhìn bản đồ tôi thấy là nếu Guatemala mà thực hiện cái này thì Mỹ đỡ, tức là quý vị nào đi qua Guatemala mà Guatemala không nhận, quý vị mới được xin vào Mỹ. Xin nha, xin đó. Còn bây giờ Guatemala nếu mà theo đời của Tổng thống mới, người 4 tháng Giêng mà ông không thực hiện như vậy thì coi như là Mỹ phải làm cái hiệp ước đó với Honduras và El Salvador. Bởi vì Honduras và El Salvador là hai nước lại giáp Guatemala. Có nghĩa là dân từ Nam Mỹ đi qua Nicaragua rồi đi vào hoặc Honduras hoặc El Salvador thì phải xin tị nạn đó, bị từ chối mới được đi qua Guatemala và qua Mexico vào Mỹ xin. Như vậy là phải làm hiệp ước với hai anh, rắc rối vô cùng. Thì đó là những tin đáng chú ý trong tuần vừa qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.